Trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề Asset qua bài số 4. Một số Asset quan trọng. Asset thứ nhất, Hydrochloric Acid, có công thức hóa học là HCl, phân tử khối bằng 36,5. Phần này các bạn sẽ luyện kỹ năng viết phương trình hóa học nhé. Acid thứ hai là Sulfuric Acid. Công thức hóa học H2SO4, phân tử khối bằng 98. Đây là một chất lỏng sánh, không màu, không bay hơi và rất dễ tan trong nước. Các em đặc biệt chú ý, khi muốn pha loãng H2SO4 đặc, ta phải rót từ axit đặc vào lọ hay cốc đựng sẵn nước rồi khuấy đều. Làm ngược lại sẽ gây nguy hiểm, rất là nguy hiểm, bởi vì làm ngược lại là các bạn cho nước vào axit đặc, lúc này nó sẽ bắn lên và nó làm cháy thịt, cháy da của người thực hành thí nghiệm. Tại sao nó lại làm phỏng da và cháy da của người ta thì sang phần tính chất hóa học chúng ta sẽ được giải thích nhé. Khi nghiên cứu tính chất hóa học, người ta chia thành hai mảng là H2SO4 loãng và H2SO4 đặc. Phần H2SO4 loãng các em sẽ luyện kỹ năng viết phương trình hóa học. Đối với H2SO4 đặc, nó có thể tác dụng được với hầu hết kim loại. Ví dụ như cho một ít vụn đồng vào dung dịch H2SO4 đặc. Nếu như các bạn cho vào H2SO4 loãng thì sẽ không có hiện tượng xảy ra. Bởi vì đồng Cu là kim loại sâu H, không có tác dụng với axit. Nhưng khi cho vào H2SO4 đặc, chúng ta sẽ thấy có khí không màu mùi H thoát ra. Và đồng bị hòa tan một phần. Dung dịch chuyển thành màu xanh lam. Bởi vì đã có phản ứng giữa CuSO4 với H2SO4 đặc nóng tạo thành CuSO4. Chính chất này làm cho dung dịch chuyển sang màu xanh lam và khí mùi H thoát ra, đó chính là khí SO2. Các em chú ý, H2SO4 đặc nguội nó lại không tác dụng với nhôm mà sắt. Thậm chí là nó có thể gây thụ động hóa sắt. H2SO4 đặc nóng thì tác dụng với nhiều kim loại, tạo thành muối SO4 giống như vậy, nhưng không có tạo H2. Lúc nãy bảo là H2SO4 đặc khi pha loãng thì phải cho từ axit vào nước, không được làm ngược lại, bởi vì H2SO4 đặc rất háo nước. Hình 1.11 mô tả lại thí nghiệm H2SO4 đặc tác dụng với nước. Đây là sản phẩm cuối của thí nghiệm. C12H22O11 là đường cắt trắng. Khi gặp H2SO4 đặc, nó sẽ bị chuyển thành C và nước. Hiện tượng trong cốc này lúc đầu là đựng đường cát trắng. Nếu các em cho H2SO4 đặc vào thì chúng ta sẽ thấy màu trắng của đường chuyển sang màu vàng, sau đó chuyển sang nâu và cuối cùng thành khối màu đen xốp, bị bọt khí đẩy lên khỏi miệng cốc và phản ứng tỏa rất nhiều nhiệt. Tại sao lại có chuyện đó? Chất rắn màu đen này chính là carbon C, do H2SO4 đặc đã loại đi hai nguyên tố có trong thành phần của nước là H và O. Người ta nói rằng H2SO4 đặc có tính háo nước. Sau đó một phần carbon sinh ra lại bị H2SO4 đặc oxy hóa, tạo thành các chất khí CO2 và SO2 gây sủi bọt trong cốc, làm carbon dâng lên khỏi miệng cốc. Do đó, khi sử dụng axit sulfuric đặc, phải hết sức cẩn thận. Hàng năm trên thế giới tiêu thụ gần 200 triệu tấn axit sulfuric để dùng làm chất tẩy rửa, làm tơ sợi, dùng trong công nghiệp luyện kim, vân vân. Vậy người ta sản xuất nó bằng cách nào? Nguyên liệu để sản xuất là sulfur hay là lưu huỳnh á, quặng pyrit sắt
không khí và nước theo phương pháp tiếp xúc và có 3 công đoạn sản xuất chính. Công đoạn thứ nhất là sản xuất lưu huỳnh dioxide SO2 bằng cách đốt lưu huỳnh. Oxy này lấy từ đâu? Lấy từ không khí. Sau đó công đoạn thứ hai tiếp tục oxy hóa SO2 thành SO3. Cũng lấy oxy từ không khí và phải có thêm xúc tác V2O5 để hạ thấp nhiệt độ thí nghiệm xuống. Xin lỗi, nhiệt độ của phản ứng xuống còn khoảng 450 độ C. Và công đoạn 3, người ta sản xuất H2SO4 bằng cách cho SO3 tác dụng với nước. Đây, nguyên liệu nước ở công đoạn 3. Các em xem clip sau nhé. Rồi, như vậy khi cho dung dịch H2SO4 và dung dịch BACL2, chúng ta thấy phản ứng xảy ra rất nhanh, hiện tượng rất là rõ. Vì vậy, thí nghiệm này được dùng chọn để làm thí nghiệm nhận biết H2SO4 và những dung dịch muối chứa gốc SO4. Các em có thể dùng thuốc thử chứa BA như là dung dịch BACL2, clip lúc nãy chúng ta xem. Hay là BaOH 2 lần, BaNO3 2 lần, vân vân, sẽ có hiện tượng tạo kết tủa trắng đục. Nếu cái kết tủa này các bạn tiếp tục cho các axit khác vào, thì kết tủa nó vẫn không tan. Phản ứng xảy ra, các em sẽ đổi Ba với H, nó tạo BaSO4 kết tủa trắng và HCl. Nếu cho vào các dung dịch muối có gốc SO4 cũng vậy, Ba này sẽ gặp gốc SO4. Tạo thành BaSO4 kết tủa trắng. Kết tủa này không tan trong mỗi axit nhé. Và kết tủa này rất bền nhiệt. K đổi với Ba nó liên kết Cl tạo thành KCl. Nếu trong bài vừa nhận biết H2SO4 và vừa nhận biết muối có gốc SO4, các bạn có thể dùng một số kim loại cho vào như Mg, Zn, AlFe vân vân, thì khi cho vào axit sẽ thấy sủi bọt khí H2, còn cho vào dung dịch muối SO4 thì sẽ không thấy hiện tượng. Về nhà, các em sẽ làm bài 1, 3 và 6, trang 19, sách giáo khoa nhé. Nếu có thắc mắc gì thì sẽ liên hệ với các thầy cô giảng dạy trên lớp. Thân chào tất cả các em và chúc các em học tốt khóa học. Hẹn gặp lại các em ở những bài học sau.